chuyên gia lý giải những bất thường của xổ số Việt Lot. Thưa quý vị, mặc dù mới du nhập vào Việt Nam chỉ mới 4 tháng, nhưng cái tên Mega 6/45 đã trở nên rất hot khi gần đây người trúng độc đắc của loại hình xổ số mới này liên tiếp xuất hiện. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi đã có 5 người trúng giải Jackpot với giá trị tiền thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng. Người trúng giải đầu tiên vào ngày 16 tháng 10 là gia đình ông Thái ở Trà Vinh với tiền thưởng là 92 tỷ đồng. Người trúng thưởng thứ hai vào ngày 2 tháng 11 là một người ở Đồng Nai với số tiền thưởng lên tới 65 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 11, Vietlott công bố kết quả mở thưởng lần thứ 51, xác định có người trúng thưởng giải đặc biệt lần thứ 3 với hơn 71 tỷ đồng đến từ Quảng Ngãi. Và lần trúng gần nhất là kỳ quay thưởng số 54 với hơn 56 tỷ đồng ngày 20 tháng 11. Và mới đây nhất là ngày hôm qua 27 tháng 11 lại có người trúng jackpot với trị giá tiền thưởng lên tới gần 55 tỷ đồng. Chính việc liên tiếp xuất hiện những người trúng độc đắc đã dấy lên mối nghi ngại về tính gian lận của loại hình xổ số mới du nhập vào Việt Nam này. Nói về sự bất thường này, giáo sư Hà Tôn Vinh, chuyên gia người Việt quốc tịch Mỹ có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực trò chơi có thưởng cho biết, xổ số điện toán là một loại hình xổ số thông dụng trên thế giới đã có mặt vài chục năm ở Mỹ, chỉ trừ một số bang vì lý do tôn giáo mà không được phép lưu hành. Sau đó nó lan rộng ra các nước khác, bây giờ có cả Việt Nam. Điều này nói lên, loại hình này đã có sự kiểm nghiệm, có đầy đủ những yếu tố để hình thành nên sự thành công khi bắt đầu ở một môi trường mới như công nghệ, giải thưởng, kinh nghiệm, xác suất trúng, sự may mắn của người chơi. Theo tính toán, xác suất trúng thưởng của loại này là 1 trên 8 triệu, tuy nhiên thực tế trong vòng hơn 1 tháng vừa qua có tới 4 người trúng thưởng. Điều này, thứ nhất phải nói đến là sự may mắn của người chơi. Có thể 6 tháng sau, 1 năm sau, không có ai trúng thưởng thì sao? Càng lâu không có người trúng thì số tiền tích lũy cái giải đặc biệt sẽ càng nhiều. Lúc đó thì lại càng có nhiều người chơi, thậm chí có lúc sẽ có nhiều người trúng. Lúc này thì số tiền trúng jackpot sẽ càng bị chia nhỏ ra. Hiện nay theo báo cáo của Vietlott, số vé bán ra đã đạt 4 triệu, nghĩa là xác suất trúng thưởng sẽ là 50% giải cao nhất cho một lần quay thưởng là 12 tỷ đồng. Số tiền này lấy ở đâu ra? Bình thường bán nhiều vé thì đã có 50% của 12 tỷ, nhưng nếu bán ít mà trúng thì đó là vận may của người chơi. Ở đây tôi chưa nói đến chuyện gian lận, chỉ nói về xác suất. Ông nói. Nói về khả năng gian lận của loại hình xổ số này, ông Vinh nói, tôi không khẳng định có hay không chuyện Vietlott gian lận, nhưng tôi thấy điều đó rất khó vì hiện nay công nghệ giám sát đã rất hiện đại rồi. Ông lấy nhận chứng, như ngày trước ở một số nơi có hiện tượng gian lận bằng việc gắn một mảnh sắt mỏng vào trong quả cầu xổ số, bên ngoài lồng quay thì có gắn 500, như vậy thì những số mà người gian lận hy vọng trúng bị hút ra ngoài sẽ có xác suất cao hơn. Nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa rồi, bây giờ công nghệ hay hơn nhiều. Hoặc như chuyện ngày trước, chúng ta làm xổ số cao, công nghệ in không tốt, đưa ra ánh sáng là thấy, số trúng thì giữ lại, mà số không trúng thì bán ra. Trước vấn đề cho rằng, việc mỗi ngày bỏ ra vài trăm nghìn để mua vé có ảnh hưởng gì đến kinh tế xã hội hay không, ông Vinh cho rằng không có vấn đề gì nếu Vietlott không bán xổ số, Bộ Tài chính nhà nước có 25% thuế không, ông nói. Ông Vinh cũng cho rằng, đâu phải người mua là mua nhiều tiền, mỗi người chỉ vài vé, vài trăm nghìn, trong khả năng của họ, họ chịu được. Vì họ muốn có cơ hội đổi đời, chứ không phải mỗi người mỗi ngày bỏ ra cả tỷ đồng để mua xổ số. Cho nên hiệu ứng xã hội thiệt hại là rất nhỏ. Còn nói về vấn đề đóng góp, loại hình xổ số nào cũng là đóng góp cho ngân sách nhà nước. Chỉ khác là xổ số truyền thống thì đóng góp trực tiếp cho ngân sách địa phương, còn xổ số điện toán thì đóng góp vào ngân sách về Bộ Tài chính. Bộ Tài chính hoàn toàn có quyền dùng số tiền đó để phân bổ về các địa phương để thực hiện mục tiêu kiến thiết. Ông nói, về cạnh tranh, cô và tôi cùng mở nhà hàng, nhưng ai nấu ăn ngon hơn thì đương nhiên khách hàng sẽ tìm đến nhiều hơn. Câu chuyện về xổ số cũng vậy thôi. Đều là hình thức giải trí, cái nào hấp dẫn hơn thì người ta chuộng hơn. Quý thính giả thân mến, Vinatax vừa có văn bản chính thức xin lỗi người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất và các nhà kinh doanh nước mắm về thông tin sai lệch liên quan tới chất lượng nước mắm. Trong văn bản này, Chủ tịch Vinatax thừa nhận nhóm thực hiện chương trình đã thông tin về kết quả khảo sát chưa được thận trọng, rõ ràng. Điều đó dẫn tới những hiểu lầm không đáng có, gây hoang mang cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh nước mắm. Hôm nay ngày 28 tháng 11, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra vụ anh Danh Kiệt, 24 tuổi, quê Bạc Liêu và vợ chưa cưới tử vong trong phòng trọ tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Công an cho hay vào 3 giờ sáng cùng ngày, những người sống ở xóm trọ nghe tiếng động lớn trong nhà của anh Kiệt nên đến xem xét. Khi có chuyện không lành, họ gọi điện cho người thân của anh Kiệt đến kiểm tra. Khi anh trai của Kiệt đến nơi và cùng người dân phá cửa để vào phòng, thì phát hiện Kiệt và vợ chưa cưới tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Mới đây trên Twitter, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump mạnh mẽ cáo buộc
ông thua bà Hillary Clinton về số phiếu phổ thông trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11 là vì hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp cho ứng viên đảng Dân Chủ. Sự tức giận của vị tỷ phú có nguyên nhân là từ đề nghị kiểm tra lại phiếu tại ba bang của Mỹ, Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, đều là nơi ứng viên đảng Cộng Hòa chiến thắng với một tỷ số xích sao. Thưa quý vị thính giả, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Theo đó, hành vi vệ sinh cá nhân, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, quy định cũ là 200 đến 300 ngàn đồng. Vài ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về đoạn video quay vào buổi tối, ghi lại hình ảnh hai người phụ nữ tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã có những hành vi được cho là đánh ghen giữa đường. Người phụ nữ mặc áo ngoài màu xanh bị đánh đúng là hiệu phó trường mầm non Tân Sơn, Bắc Giang, còn người phụ nữ đánh mặc áo đỏ là nhân viên trường tiểu học Nam Dương. Tuy nhiên, theo xác minh của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra là do va chạm giao thông, chứ không phải đánh ghen như tình huống. Ngày 26 tháng 11, Reuters dẫn tin từ truyền hình quốc gia Cuba thông báo ông Fidel Castro, tổng tư lệnh cách mạng Cuba đã qua đời vào ngày 25 tháng 11 ở tuổi 90. Vốn là một người bạn lớn của Fidel Castro, Diego Maradona cảm thấy vô cùng đau đớn khi hay tin về cái chết của cựu chủ tịch Cuba. Chia sẻ với báo chí, cựu danh thù Argentina cho biết, mọi người báo tin cho tôi từ Buenos Aires và đó thực sự là một cú sốc lớn. Tôi gục ngã và òa khóc, Fidel như người cha thứ hai của tôi vậy. Ở lượt trận đấu cuối bảng B, AFF Cup 2016, Công Phượng bị tước cơ hội đá chính trong trận đấu gặp Campuchia chỉ sau 16 phút thi đấu bởi thẻ đỏ của Đình Luật. Sau khi trận kết thúc, Đình Luật đã tìm đến Công Phượng để nói lời xin lỗi. Sau khi nhận lời xin lỗi của đàn anh và sự cảm thông của mọi người, Công Phượng nhấn mạnh bản thân cảm thấy nhẹ nhàng với những gì đã xảy ra và anh không hề trách đồng đội. Từ ngày 29 tháng 11, miền Bắc tiếp tục đón thêm đợt rét mạnh, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 12 độ C ở đồng bằng và 6 độ C ở vùng cao. Miền Bắc đang duy trì kiểu thời tiết nắng hanh, độ ẩm thấp khoảng 30-40% nên gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi với nhiều người. Nhiệt độ về đêm và ngày có sự chênh lệch rõ rệt. Nếu ban ngày lên tới 23-24 độ C thì về đêm và sáng sớm chỉ là 14-15 độ C ở đồng bằng, còn vùng núi là từ 9-10 độ C. Trong khi đó, sáng nay bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông và bắc biển đông. Ảnh hưởng của áp thấp từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 ở các tỉnh Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to, từ 200-400mm. Trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ, kèm theo nguy cơ lũ quét sạt. Sáng ngày 27 tháng 11, theo giờ Washington DC, Mỹ, các thí sinh của Hoa hậu Thế giới 2016 bước vào phần thi đầu tiên là người đẹp tài năng. Theo chia sẻ trước đó, đại diện Việt Nam Hoa Khôi áo dài Diệu Ngọc trình diễn tiết mục với đàn bầu, nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, nhưng vào phút chót chiếc đàn lại bị hỏng âm điệu khiến cô phải chuyển sang tiết mục múa dân gian đương đại. Tuy chỉ là phương pháp dự phòng, nhưng đại diện Việt Nam vẫn hoàn thành khá tốt phần thi của mình. Trong một sự kiện mới đây, trả lời về những tin đồn ác ý bủa vây mình sau sự kiện quyên tiền ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt, Phan Anh chia sẻ, họ đang lập ra một chiến dịch bôi nhọ mình với mục đích xấu. Tôi hoàn toàn bình thản với họ về việc đúng sai. Nếu muốn mời họ làm theo pháp luật, tôi chỉ có nghĩa vụ giải thích với những người đã gửi tiền nhờ mình giúp. Và thực tế, tôi đã giải thích, nếu không tin tôi, mời họ lấy lại tiền. Vụ nữ sinh viên xinh đẹp mất tích, mẹ kiệt sức vì ngóng tin con. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 10 ngày qua, gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Nhàn, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về sự mất tích bí ẩn của cô gái. Họ kiệt sức vì ngóng tin con. Chiều 26 tháng 11, anh Nam là anh trai của Nhàn chia sẻ, cho đến hôm nay gia đình vẫn chưa có manh mối hay thông tin gì về Nhàn. Anh Nam cũng cho biết nhiều người lo ngại em gái anh đã bị đưa qua biên giới. Đặc biệt từ một số thông tin bình luận trên Facebook nói rằng Nhàn đã được đưa sang Trung Quốc khiến gia đình thêm hoang mang lo lắng. Anh Nam giọng buồn rầu cho biết, gia đình tôi đã nhờ người thân ở bên Trung Quốc tìm kiếm nhưng chưa có thông tin gì cả. Bố mẹ tôi vì lo cho em gái người như mất hồn. Sau khi Nhàn mất tích bí ẩn, gia đình nữ sinh đã xuống trường nơi nữ sinh theo học để xem chỗ ở, chỗ học của Nhàn và các mối quan hệ của cô gái nhưng không tìm được thông tin tích cực nào. Hiện gia đình vẫn chưa có tin tức gì về nữ sinh này. Theo báo người đưa tin, tin nhắn cuối cùng mà Nhàn gửi về là cho một người bạn nói rằng đang ở Quảng Châu, Trung Quốc. Anh Nam nói, tuy nhiên gia đình tôi có liên hệ với người thân đang ở Quảng Châu nói rằng bên đấy không dùng Facebook nên việc Nhàn nhắn tin bằng Facebook từ bên đó là không có cơ sở. Theo tìm hiểu của phóng viên, từ khi Nhàn mất tích bí ẩn, mẹ của nữ sinh do quá lo lắng cho con gái nên trở nên suy sụp, khuôn mặt bơ phờ như người mất hồn. Bà buồn bã không thiết ăn thiết ngủ. Anh Nam chia sẻ,
Mẹ tôi vì quá đau lòng và lo lắng mà gần như chẳng muốn nói chuyện với ai. Chẳng biết bao giờ gia đình tôi mới có tin tức về Nhàn. Ông Phan Văn Nghê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận gia đình có ra xã làm đơn trình bày về sự việc và ra công an huyện Vĩnh Tường khai báo. Sau đó công an huyện đã hướng dẫn gia đình xuống trường công an phường nơi Nhàn đang tạm trú để báo cáo và nhờ nhà trường, công an phường vào cuộc tìm giúp. Lời khai kẻ bắt cóc nữ con tin đâm trọng thương thiếu tá công an. Sáng 27 tháng 11 trao đổi với Dinh, Đại tá Võ Hồng Phương, trưởng công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm cầm dao khống chế con tin đâm trọng thương trưởng công an phường Phương Mai, Đống Đa. Vụ việc khống chế bắt cóc con tin xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay tại phòng 502 khoa nội tiết, tòa nhà 21 tầng bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đối tượng bắt cóc con tin được xác định là Phạm Thế Loát, sinh năm 1987, ngụ tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đưa vợ đến khoa nội tiết bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh được 4 ngày trở lại đây. Vào khoảng thời gian trên, Loát từ bên ngoài về nơi vợ đang nằm điều trị tại bệnh viện và dùng dao nhọn loại dao gọt hoa quả chuôi bằng gỗ đe dọa nữ bệnh nhân tên là NTHN, sinh năm 1987 ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Thấy mọi người xung quanh thức giấc sợ hãi hô hoán, Loát đã dùng dao đe dọa khống chế và bắt chị N cùng với vợ mình đi xuống tầng 1. Nhận được tin báo vụ việc, Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường thuyết phục đối tượng buông hung khí thả con tin. Tuy nhiên, Loát không thả chị N mà còn đưa ra yêu sách đòi lực lượng chức năng phải cấp cho một xe ô tô để vợ chồng Loát và con tin tẩu thoát. Yêu cầu của đối tượng đã được lực lượng chức năng chấp thuận. Và khoảng 3 giờ cùng ngày, xe ô tô chở Loát đến khu vực Pháp Vân, quận Hoàng Mai. Đối tượng bất ngờ yêu cầu dừng xe để thuê xe khách đi tiếp về quê ở Ninh Bình. Ngay lúc đó, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa, Công an phường Phương Mai đã ập đến bắt giữ đối tượng bắt cóc con tin. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thiếu tá NHS, trưởng công an phường Phương Mai đã bị Loát đâm vào cổ bên phải gây thương tích nặng, suýt cướp đi tính mạng. Tại trụ sở Công an quận Đống Đa, Loát khai đêm 26 tháng 11 đã đi uống rượu và uống bia. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, Loát mò về chỗ vợ đang nằm điều trị bệnh và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị N. Loát cho biết, tôi ở bệnh viện trông vợ được mấy ngày nay nên biết gia đình chị N nằm cùng phòng bệnh với vợ tôi có điều kiện kinh tế. Đêm sau khi uống rượu bia về, tôi nảy sinh ý định dùng dao dọa chị Ngân bắt đưa tiền. Tôi đã lấy dao gọt hoa quả của ai đó ở cùng buồng bệnh với vợ và đe dọa chị N. Loát khai khá rành rọt và thú nhận, sau khi bị một số người trong phòng điều trị phát hiện hô hoán, đã sợ bị bắt nên khống chế chị N rồi đưa ra yêu sách đòi cấp cho xe ô tô để cùng vợ bỏ trốn. Hiện trưởng công an phường bị thương đang nằm điều trị tích cực tại khoa hồi sức bệnh viện Bạch Mai. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Audio Jungle.